Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với cái tựa game đó là Cyber Hunter nha mọi người. Đây đó là những cái thứ mà mới update ở trong cái tựa game Cyber Hunter này. Phải nói là cả tuần rồi thì Kẹo không có chơi cái game này nha anh em. Đấy, thì đây nó là những cái món mới nha mọi người. Rồi nha anh em ơi. Và bây giờ thì mình sẽ xem nào, xem là có gì mới update nào các bạn ơi. Ở đây là có Skinner súng, các bạn chỉ cần đặt trước với 60 quân huy nha anh em. Và đây hiện tại thì ở trong cái vòng quà may mắn này thì vẫn là cái bộ trang phục heo con ngái ngủ nha anh em. Công nhận là cái bộ trang phục màu hường vãi trưởng anh em ạ. Trông nó cũng đẹp và rất là cute nha. Ở đây sẽ là về phần thẻ vô cực này. Các bạn có thể kích hoạt thẻ vô cực này. Đấy, với có hai mức giá nha mọi người, 7 đô hoặc là 20 đô nha mọi người. Như vậy là xong. Về phần quần áo thì mình sẽ xem nào anh em ơi. Úi dồi ôi, đây đổi qua cái bộ trang phục này, cô gái xinh xắn này, ngầu chơi anh em. Skin súng thì mình chỉ có mỗi cái skin màu vàng đấy thôi anh em ơi, phiên bản vàng của SMG Foxtrot nha anh em. Đấy, trông cũng được đấy nhỉ. Ngoài ra thì anh em có thể là tùy chỉnh cái khuôn mặt cho nhân vật của chúng ta nhá. Đấy, anh em thay đổi kiểu tóc thoải mái luôn này. Và đây nó là một cái điểm mà Kẹo rất là thích ở trong cái tựa game Cyber Hunter nha anh em. Về cái phần khuôn mặt này cũng như là đấy, mũi, mắt, miệng các kiểu anh em điều chỉnh được vô tư nhá. Anh em đã thấy đã chưa ạ? Cái này thì khá là hay khi mà anh em tùy chỉnh được nhân vật của các bạn. Đấy, tức là sẽ không cần phải theo bất cứ một cái khuôn mẫu nào cả. Nó vô cùng là hay. Nâng cầm các kiểu trang điểm này anh em ơi. Đấy, đây là phần trang điểm nhá. Trang điểm thì anh em có thể là út rồi ô đeo len vào này, bán kính đồng tử to nhỏ các thứ này. Bộ trang phục đã cho anh em xem trước vài cái bộ trang phục nha. Ngầu trước các bạn. Ok này. Đấy, sau khi mà cái đã xong thì các bạn chỉ cần nhấn xác nhận là ok nhá. Vậy là đã xong rồi mọi người ơi. Và đây, giới thiệu luôn với anh em là tính năng phòng thì mới được mở trong cái tựa game Cyber Hunter nha. Tức là các bạn có thể là tự tạo phòng và chơi với nhau. Đấy, chơi giao hữu với nhau thì nó khá là thú vị. Hoặc là anh em có thể là tạo những cái giải đấu nhỏ nhỏ, giải đấu ao vườn, ao làng rồi là ao chuồng nữa anh em ạ. Các bạn có thể là tùy chỉnh ở trong chế độ tạo phòng luôn nha. Đây nó là những cái thông tin mà Kẹo muốn đề cập với anh em luôn nhá. Như vậy là xong rồi mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với trận đấu ngày hôm nay ngay bây giờ nha anh em. Ok, đang đợi ghép trận đấu rồi. Hôm nay thì nói chung là Kẹo sẽ cố gắng kiếm lấy một cái trận top 1 anh em. Và đây. Lượn lờ qua phía nào con nào. À, có ngay một đứa ngay phía trước mặt anh em ơi. Đậu xanh này. Chú định chơi với anh hả? À, đủ thanh niên này. Ok ok, từ từ nha anh em. Cái này là phải hết sức bình tĩnh nha mọi người. Úi dồi ôi em ơi. Như vậy là Kẹo đã có được một mạng đầu tiên rồi nha em ơi. Đây các bạn ơi, chạy qua lượm xác nó luôn nhỉ, chứ sao mà phải ngại. Ok ok. À ngon. Rồi nhé các bạn ơi. À có tiếng bước chân đang lại gần cả. Đậu xanh chỗ này hả? Úi dồi ôi. Gì vậy Hải em ơi? Gì vậy Hải em ơi? Lên bảng điểm số nhé. Ok, vậy là Kẹo có mạng thứ hai rồi. Phía ngoài đang còn có ngay một thằng nữa nha anh em. Có lẽ là hơi càng đấy. Đậu xanh, đậu xanh. Mày đấy hả? Anh bắn nổ tường luôn chứ anh ngại gì. Qua nào các bạn ơi. Úi dồi, đậu xanh này. Á đù. Em ơi, làm cái gì vậy hả? Làm gì vậy hả? Né đạn tốt đấy chứ. Không thể ngăn cản. Và hiện tại thì Kẹo có được mạng thứ 3 rồi nha anh em ơi. Ok ok, let's go nào. Đấy. Các bạn là mình sẽ tranh thủ mình loot đồ luôn nhé anh em. Ok ok. Combo súng hiện tại mình đang chơi đó là một súng trường kết hợp với lại một súng tiểu liên nha mọi người. Cơ bản là anh em cứ loot đồ cẩn thận thôi. Và đây mọi người ơi, chuẩn bị let's go và tiếp tục săn mặn này nhỉ. What the hell này. Ơ kìa. À, người chơi vô địch Sĩ Kẹo Cyber nhá. Một đứa ở ngay phía sau kia rồi. Qua luôn nào mọi người ơi. Qua luôn, xảy nó luôn chứ ngại gì. Cái đậu xanh em ơi, làm gì vậy? Làm gì vậy hả em ơi? A à, đủ. A à, đủ em ơi. Mạng thứ 5 dành cho Sĩ Kẹo này. Ok ok, ngon là anh.
Nó lại ổn quá nhỉ anh em ơi, ngon lành rồi. Và đây anh em, mình sẽ let go qua cái phía này coi. Cơ bản là cứ từ từ mà chạy thôi anh em ơi. Đơn giản là bo đầu tiên còn chưa thu lại nữa cơ mà. Ok, lên xe máy và chúng ta sẽ chạy xe đi săn mạng cho nó dễ nhé anh em. Úi dồi ôi, bot Nincho lên, anh em nhìn thấy những cái pha bốc đầu chưa? Bốc đầu phải gọi là đỉnh cao luôn. Đây cũng là một điểm mà Kẹo khá là thích ở cái tựa game Cyber Hunter. Anh em leo lên xe máy phải gọi là tốc độ bàn thờ luôn nhé. Số 5 mọi người. Ok, một cái thính ở ngay phía trước này luôn nha. Và đây, lên xe máy phi xuống dưới nào các bạn ơi. Lên xe nào, chạy luôn chứ ngại gì. Úi dồi, Kẹo không để ý. Kiểu này là mất tiêu con xe máy rồi. Không sao cả. Nhưng mà trong tựa game Cyber Hunter này, anh em sẽ dùng được những cái khối lượng tử để anh em xây dựng được rào chắn này. Xong là xây dựng được rất là nhiều những cái trang bị khác, cũng như là mình còn xây dựng được cả xe để chạy cơ mà anh em. Ok các bạn. Nhưng mà mất cái ký hiệu thính rồi hả? Như vậy là có một đứa vừa đến lượm các bạn ơi. Nó lựa mất rồi, vậy thì đành thôi. À, thêm một thính mới nhá. Thính mới thì đang ở ngay cái khu vực đó là Super Ballon này. What the hell? Thằng nào vậy ta? À kia hả? Uầy, anh lại tưởng ai cơ thanh niên? Anh lại tưởng ai cơ này? Úi dồi, Red Dot này và xanh mộ nha. Vạn thứ 6 dành cho Sikẹo. Chú tưởng là anh cầm Red Dot anh bắn mà chú không xanh mộ cả. Đây rồi anh em ơi, xem là chúng ta sẽ có gì nào. Uầy, khá là nhiều những cái trang bị ngon nha các bạn ơi. Và chuẩn bị là let's go thôi chứ ngại ở gì. Ok. Như vậy thì với hai khẩu súng của Kẹo hiện tại đây đều được trang bị cái ống ngắm 2x vào rồi nhé. Đây các bạn, là bây giờ chúng ta sẽ chạy đâu đi săn mạng đây mới là cái vấn đề chính nhé anh em. Let's go thôi chứ ngại gì. Mình sẽ lấy tạm con xe này và chạy thôi nhé mọi người. Đấy, xe này chạy ngon mà anh em. Ok. Thử lượn qua mấy cái chỗ này coi nào. Wow, lao thẳng xuống vực luôn nhỉ. À, mình chả biết là ở cái game Cyber Hunter này. Đấy, hiện tại thì giáp của xe vẫn còn full luôn nha anh em. Ok anh em. Đây coi thế nào, mỗi tội là xe này nó chạy hơi chậm nhá. Chạy chỉ đàn đó là 90 km/h mà thôi anh em ơi. Chắc là nếu mà chạy max thì được đó là 100 km/h thôi. Ok anh em. Thính đây rồi anh em ơi, nó lại ngon quá nhỉ anh em ơi. Nào, chạy qua lượm thính luôn chứ ngại gì mà không lượm. Đây các bạn ơi, chạy qua nào. Thính công nhận là thơm ngon vãi trưởng rồi đấy. Ok. Đây có một cái khẩu súng phun băng này anh em ơi. Súng này thì anh em bắn vào cái địch sẽ bị đóng băng ngay lập tức nhá. Mình thấy là súng laser đóng băng này nó là một khẩu súng khá là thú vị ở trong cái tựa game Cyber Hunter. Nào, tiếp tục let's go coi nào. Mình đang xem xung quanh xem là có ai không. Bởi vì là bình thường ấy thì bên cạnh những cái thính như này anh em sẽ rất là dễ dàng kiếm người nhá. Đó, chạy loanh quanh coi nào anh em ơi. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta cứ chạy loanh quanh kiểu này thì cái việc kiếm người nó sẽ không hề khó khăn một chút nào đâu nhỉ. Nào let's go. Mỗi tội là từ nãy giờ thì sau khi mà mình uống xong cái chai nước chạy nhanh ấy, cái lon nước chạy nhanh ấy, chạy nhanh vãi chuẩn rồi anh em ạ. Ok, như vậy là lon nước đã hết tác dụng rồi. Chứ làm quả lúc nãy là chạy nhanh vãi trưởng luôn, thật sự là hài. Game này thú vị đây anh em. Ok mọi người ơi, đậu xanh để mình chạy qua cái phía này coi nào. Úi dồi ôi, lên xe cái đã nha. Lên xe thôi chứ ngại gì mà không lên hả anh em. Úi dồi ôi, lạng lách đánh võng các kiểu này. Và có ngay một thính ở ngay trong mặt nhà anh em. Đây, qua lần này anh em ơi. Úi dồi ôi, một pha clip cực đỉnh đến từ vị trí của sĩ Kẹo. Anh em thấy là Kẹo có nguy hiểm không ạ? Nó lại nguy hiểm quá phải không anh em? Mà cứ lận lờ coi nào anh em ơi. À trời ơi, đậu xanh này khá là ngon nhá. Kìa, một đứa đang chạy lại gần nhá các bạn ơi. Từ từ nha anh bạn ơi, làm gì mà căng. Làm gì mà căng hả anh bạn? Uầy, mình thấy là hình như là nếu mà chơi cái kiểu X4 như này sới hơi khó thì phải anh em ạ. Mình có thể nó kiểu gì đấy anh em ơi. Tôi thề với các bạn luôn,
Cầm quả X4 này sấy hơi khó khăn rồi anh em ơi. Ok. Không hiểu sao nhưng mà kẹo lại thấy là nếu mà anh em bắn ở cái khoảng cách như vậy thì bắn cái ống ngắm X2 nó sẽ tốt hơn đấy. Thôi kệ vậy. Cứ lận lờ loanh quanh mấy cái khu này thôi nhá. Ok. Vừa chạy thì anh em có thể là vừa bơm máu được nhá. Nào, lượn lờ con nào xem là người đâu cả rồi nào. À đây, có ngay một đứa ngay phía dưới này. Úi dồi ôi, cái đậu xanh em ơi. Cái đậu xanh và huyền thoại rồi cả, ghê vậy. Ok các bạn, 8 đứa đã bị hạ gục dưới tay súng của sĩ kẹo. Ghê chưa các bạn ơi. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ chạy tạm qua cái phía này coi. Người đâu thì không có thấy à, và hiện tại còn lại 38 người chơi đấy nhá. Ok, nói chung là anh em chơi game cứ bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng thôi. Chứ là không có gì phải ngại cả nhá. Nào, lượn lờ quanh mấy cái khu này coi nào. Ok, người đâu không thấy anh em ạ. Rồi nhắc các bạn ơi, mình sẽ tiếp tục chạy qua phía này và thêm một thính mới nhá. Ok, thế này hơi xa xíu mọi người ạ. Thôi kệ đi, chạy bộ cũng được mà anh em. Đấy, bây giờ hóa ra xe, chạy xe cho nó lẹ chưa anh em. Nãy là kẹo đùa thôi à, chứ anh em chạy bộ thì bao giờ mới đến được thính hả? Mà có khi là đến được thính thì kẻ địch nó đã lượm mất thính rồi. Qua lần nào anh em ơi, gần đến rồi nhá. Ui dồi ôi, bốc đầu nào, lượn lờ nào, bay nào. Ê anh em ơi, giống kiểu bị kẹt xe nhỉ. À, cái kiểu này là bị kẹt xe rồi, khỏi cần xe luôn. Nhảy ra ngoài luôn chứ ngại gì cần gì xe. À, anh em ơi, bên dưới là có một cái thuyền nha. Có một cái cano nhỏ nhỏ anh em ạ. Như vậy là quanh khu này có thể là thằng kia nó đã chạy từ bờ sông bên kia qua, bằng cái cano chạy qua bên này để lượm thính này. Úi dồi ôi, suy luận đúng kiểu theo thám tử rồi nhá. Đây, và kẹo chạy qua cái phía này coi. Thính kia trông có vẻ thơm ngon hấp dẫn nhỉ anh em. Anh em lại bảo là không hấp dẫn đi thì lại hơi phí đấy. Ok các bạn, chạy qua luôn chứ ngại gì mà không qua. À đù, tuyệt vời. Let's go thôi nào anh em ơi. Đây, mình sẽ lại chạy lại vào bon nha anh em. Hiện tại thì kẹo vẫn đang ở trong bon cơ. Công nhận là bon này nó thu chậm quá nhỉ. Đấy, mình vừa trang bị thử lại kiểu ngắm 2x vào cái súng trường, bắn xem là nó có dễ hơn không anh em. Chứ công nhận là kẹo bắn cái ống ngắm 1x nó khó lắm. Úi dồi đấy, dựng cái tường chắn cẩn thận nhá. Đậu xanh này, một đứa đang ngay phía trên các bạn ơi. Đậu xanh này em ơi. Vạn lên bảng điểm số này, mạng thứ 9 dành cho sĩ kẹo. À đủ, mình nghe đâu đấy hình như là vẫn đang còn người nữa nha em ạ. Từ từ nào. Ok, lượm được khá là nhiều trang bị ngon nhé. Thật ra thì ống ngắm 4x là kẹo không có ham lắm cơ, nhưng mà nếu như mà anh em chơi được những cái khẩu bắn tỉa thì ống ngắm 4x với lại ống ngắm 8x này, ngoài ra có cả 6x nữa, sẽ là những cái ống ngắm hỗ trợ đắc lực cho anh em can sọ. Còn kẹo chơi súng trường kiểu này thì ống ngắm 2x là sấy tốt rồi nha anh em ơi. Ok, có phía này coi. Đấy anh em, trời ơi, thính chuẩn bị rơi này. Vậy thì kẹo cứ đứng tạm quanh cái khu này và chờ thính rơi thôi chứ sao giờ. Chờ thính rơi nha anh em. Ok, thính rơi lâu quá ta. À đây, đây rồi nhé các bạn ơi, chạy qua nào. Thính đây chứ là thính đâu nữa, thính bay lung tung, thính bay đi đâu hả. Ok anh em, hiện tại còn lại 21 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha. What the hell, một đứa ngay phía sau cả, ghê vậy. À đây rồi, kẹo thấy nó rồi nhé. À đủ, đậu xem bạn ơi. Úi dồi ôi, ống ngắm 2x thì kẹo sấy phải gọi là thôi rồi. Và mạng thứ 10 dành cho sĩ kẹo. Quá nhanh và quá nguy hiểm phải không anh em ơi. Đấy, chạy qua cơ bản chúng ta sẽ lút đồ cái nhá. Ơ, có một đứa đang đâu đây anh em ạ, từ từ nhá. Mình chạy lượn lờ qua chỗ này coi nào. Hay là lúc nãy thì kẹo bắn lộn súng thì phải. À đủ, à không có người thật này. Ok, lần này thì anh cho chú ăn súng băng nhé em ơi. À đủ, đóng băng cho em ơi. Úi dồi ôi, đáng thương vãi trưởng này. Đáng thương vãi trưởng này và lên bảng điểm số luôn chứ sao nữa hả anh em. 11 kill dành cho sĩ kẹo. Và trong quả đấu này còn lại 15 người chơi nữa. Mọi thứ vẫn đang khá là ổn nhá. Đây anh em ơi, chuẩn bị let's go và săn mạng thế nào.
mình vẫn cứ nên lượn lờ quanh cái khu này coi. Đơn giản là mình hy vọng vẫn đang còn người ở trong cái khu này các bạn ạ. Rồi nha anh em, 14 người chơi nữa này. Ok ok. Và kẹo chạy thử qua cái phía này nha các bạn ơi. Càng về những cái bo cuối như thế này, anh em sẽ càng phải chơi cẩn thận hơn thì các bạn mới có thể là giành được cái vị trí top 1 nhé. Nào lợn lờ coi chứ ngại gì mà không lợn lờ hả anh em. Đây đây. Kẹo chạy tạm qua cái phía này nha. Wow, người đâu cả rồi vậy? Không thể ai ở quanh cái khu này cả các bạn ơi. Thôi kệ thôi, cứ từ từ mà săn mạng thôi chứ ngại gì hả các bạn ơi. Đây, chỉ thấy là các bạn ấy kêu nhau thôi. Vậy là bây giờ còn lại tất cả 10 người chơi. A đù. Phía trước hả em ơi? Ê em ơi, làm gì vậy? Làm gì vậy? À, dựng tường chắn các kiểu cả. Thôi xong, ăn súng băng nhé em ơi. Ăn súng băng nhé em ơi, đậu xanh này. Đậu xanh này em ơi, lên bảng đếm số nha. Ok mọi người, mạng 12 dành cho xích kẹo này. What the hell? Có nghĩa hả? Ghê vậy. À, nó đâu rồi hả anh em? Pha này là hơi căng rồi đấy nhá. Đậu xanh. Nó đâu rồi nhỉ các bạn ơi? À kia rồi. Ngay trước mặt hả? Úi dồi ôi, mày chạy đi em ơi. Mày chạy đi em ơi. Và lên bảng điểm số nha. Bây giờ hoặc là không bao giờ nhá. Rồi nha mọi người. Mạng thứ 13 rồi. Còn lại 3 người chơi nữa mà thôi. Ok ok, cố gắng kiếm luôn top 1 chứ ngại gì anh em. Kẹo mà không kiếm top 1 thì mấy thằng người chơi còn lại chúng nó sẽ giành top 1 với kẹo mà thôi. Đấy nó là cái quy luật hiển nhiên rồi các bạn ạ. Quan trọng là bây giờ anh em tư vấn xem là tôi sẽ nên chạy qua hướng nào đấy. Đây mới là cái vấn đề chính này. Ok, bo càng ngày càng nhỏ. Nào, 3 thằng nữa mà thôi mà. Cố gắng làm sao mà kill được nốt 3 thằng cuối này là mình sẽ có được top 1 nhá. Ok anh em. À. Úi dồi ôi, vòng bo tiếp theo sẽ thu lại sau 60 giây đấy nhá. Ok các bạn. Mỗi tội là kẹo vẫn chưa thấy được vị trí của 3 thằng cuối cơ. Xem ra là nếu mà để kiếm được vị trí của 3 thằng này hơi bị khó khăn rồi đấy nha anh em ơi. Không có đơn giản một chút nào nha. Kẹo lên phía trên cơ nào. Wow, có tiếng chân khá là gần. Đậu xanh, ngay phía trên anh em ạ. Thôi xong. Mày ăn súng băng nhé em ơi. Trời ơi, ăn súng băng nhé em ơi. Đáng thương chưa em ơi. Mạng thứ 14 rồi nhá. Khổ thân thanh niên ăn phải súng băng của sĩ kẹo. Mà tôi chả biết là cái gì là có thể là khắc chế được cái súng băng nữa. Chắc là có lẽ là nếu mà anh em chơi súng phun lửa thì sẽ khắc chế được súng băng chẳng hạn. Đấy. Chứ nếu mà anh em sắm được cái quả súng băng này coi như là bá đạo nhất game rồi. Anh em chạy qua chỗ thằng nào là cũng phun được luôn băng vào người đấy nhá. Là đóng băng ngay lập tức luôn anh em ạ. Tôi lại thấy là cảm giác giống cái nhân vật gì đó trong tựa game rồng đen anh em ạ. À phía trên. Ăn lựu đạn không em ơi. À đủ. Phía sau kẹo cũng có người rồi nhá. Pha này hơi căng rồi anh em ạ. Đây dựng phun tường trắng luôn nha. Hơi gắt anh em ạ. Thằng phía trên vẫn đang đứng sấy cả. Nào làm gì mà căng. Làm gì mà căng hả bạn. Úi dồi ôi, trước sau đều có người. Số mình lại xui vẽ trở này. 15 kill rồi. Ok. Thằng cuối anh em ơi. Thằng cuối kia rồi. À cố gắng hạ nó rồi là lấy tôi một rồi nhá. Đây rồi anh em ơi. Úi dồi ôi bạn ơi. Bạn làm gì vậy? À nhảy cơ à? Hẳn là lộn nhào cơ à. Và lên bảng điểm số. Yes. Xí kẹo cyber chiến thắng. Tuyệt vời anh em ơi. Giết 16 kill top 1 anh em thì ghê chưa? Bye bye anh em. Và ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.